Chào các bạn, hôm nay ở nhà vườn Đạt Nhung, trang trại Đạt Nhung điểm bán cây giống chất lượng. Bên mình vẫn đang tiếp tục đóng hàng cho khách. Hôm nay bên mình đóng hàng để gửi về miền Nam. Trời hôm nay là mưa mát. Bên mình xuất nho ngón tay này, chè xanh, mận vải không hạt. Bên mình đang đóng hàng cho khách rất là nhiều hàng và xe tải lớn cũng đang đợi để bốc hàng các bạn. Mình muốn quay video ngắn để các bạn cập nhật được tình hình về việc đóng hàng, xuất hàng của bên mình. Về quy cách đóng hàng là rất đảm bảo, khách nhận được rất ok nên mọi người đều ủng hộ bên mình không phải một lần mà rất là nhiều lần. Hiện tại bên mình cấp cho những khách hàng là có người mua đến cả không đếm được số lần nữa luôn. Còn lại cũng có những người mới biết đến, nhưng ai cũng cảm thấy tiếc nuối khi biết bên mình quá muộn. Đó, công nhân bên mình đang đóng hàng. Đây là lô vải không hạt, còn đây là khu chè xanh ạ. Chè xanh bên mình bán xỉ rất là rẻ nhé, ai mua thì báo bên mình. Hôm nay thì bên mình có xuất hàng cho khách, cho lên xe tải. Bác ơi, cái này là cho xe ở dưới hay trên vậy? Ưu tiên ở dưới hết nha, cho sàn dưới hết. Vàng dưới cho nó mát. Cần thiết là cái này có khi còn phải bọc lại ấy ạ. Bọc cái tán này lại ạ. Anh ạ, cần không ạ? Cần không? Đây công nhân đang đóng.